sen có mặt ở khắp nơi trên đất nước Việt Nam tươi đẹp. Đi đến đâu cũng sẽ bắt gặp được những đóa sen lặng lẽ tỏa sắc tỏa hương. Mà hầu như bộ phận đào của sen cũng có giá trị. Nhạy bén nắm bắt nhu cầu thị trường, anh thanh niên sau đây chuyển đổi canh tác và thu về tiền triệu mỗi ngày nhờ loại cây gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Ruộng sen của anh Quỳnh Lương Nhân, 28 tuổi, ngụ quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, trồng hơn 1 hecta, nằm lọt thỏm giữa bốn bề ruộng lúa và vườn cây ăn trái. Cách đây 3 năm, anh mua sen giống của nhà vườn ở thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, đem về trồng thử nghiệm trên 3 công đất ruộng. Sau khi nắm rõ quá trình sinh trưởng của sen và kỹ thuật chăm sóc, anh nông dân này nhân giống trồng thành công và mở rộng diện tích. Các giống sen được chọn trồng gồm sen quan âm trắng, quan âm hồng và sen Juwaba. Những loại sen này có bông to đẹp, nhiều cánh, lâu tàn. Hiện tại dùng nguyên liệu của em thì ở Ô Môn và em có liên kết thêm một số vườn khác ở một số tỉnh khác. Ví dụ như em cũng đang thu mua sen này cho một số vườn ở Sóc Trăng nè, An Giang, rồi ở Cần Thơ thì em mua một số vườn ở Thốt Nốt, Đồng Tháp vân vân. Yeah. Vùng nguyên liệu dùng sen này là em đang liên kết khoảng 6 nhà vườn, thì tầm diện tích tổng diện tích tầm khoảng là 50 công đất khoảng 5 hecta. Số lượng em cung cấp cho thị trường hàng ngày là tầm khoảng là 4-5.000 bông một ngày. Nhưng cho biết đối với sen quan âm trắng và sen quan âm hồng, mỗi bông đều mang sắc màu thanh nhã, tỏa hương ngào ngạt. Khi nở to, bông có đường kính lên đến 3 tấc, để lộ hàng trăm cánh nhỏ xinh bên trong, nên nhiều người còn gọi là sen trăm cánh. Còn sen Juwaba có màu hồng, cánh kép, cánh hoa xòe rộng, xếp thành từng lớp bao bọc nhụy vàng, tạo nên vẻ đẹp thanh thoát, nhẹ nhàng. Ở đây hiện tại là em đang có là 3 giống sen, sen quan âm trắng, sen quan âm hồng và sen Juwaba. Thì giá trị kinh tế thì sen quan âm trắng, sen quan âm hồng và Juwaba thì em điền sử dụng để bán bông. Ngoài ra bên cạnh đó thì cái bông sen trắng á, mình sử dụng làm dược liệu được, để làm trà nè chị. Rồi thân sen thì em cung ứng cho một số nhà hàng để làm ống hút, lá sen thì làm cung cấp cho một số nhà hàng, chợ đầu mối để gói xôi, gói cơm vân vân. Ngoài trồng sen bán bông, Nhân còn tận dụng tất cả các bộ phận của cây sen để kiếm thêm thu nhập, như bông sen trắng làm trà, thân sen làm ống hút và lá sen bán cho chợ đầu mối dùng gói đồ. Mỗi ngày anh nông dân đề thu hoạch hơn 300 bông, bán sỉ với giá từ 5.000 tới 6.000 đồng, nhờ đó thu nhập trung bình trên 1 triệu rưỡi một ngày. Anh còn nhân giống trồng sen trong chậu làm kiển, bán với giá 35.000 đồng mỗi chậu để đủ nguồn nguyên liệu cung cấp. Nhân liên kết với 6 hộ nông dân để mở rộng quy mô trồng sen lên 5 hectare.